Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Hội người cao tuổi tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam. Năm 2019, nhân tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, toàn tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà, làm nhà, khám, chữa bệnh cho người cao tuổi với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, huy động gần 2 tỷ đồng cho quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi, khám mắt miễn phí cho gần 3.500 cụ. Bên cạnh đó, người cao tuổi tỉnh luôn phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, đã có gần 2.400 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể ở khu dân cư, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Toàn tỉnh có trên 1.600 người cao tuổi tham gia làm kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Trong năm 2020, Hội người cao tuổi tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp vững mạnh, hoạt động hướng về cơ sở, tổ chức phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, thành lập và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở 9 huyện thành phố, phát huy vai trò người cao tuổi trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi ở cả ba nội dung tinh thần, sức khỏe và vật chất. Nhân dịp này, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã khen thưởng cho 8 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019 và phát động phong trào thi đua tuổi cao gương sáng năm 2020. Công an tỉnh và Cục Hải quan Lào Cai vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp giai đoạn 2018-2019. Thời gian qua, hai đơn vị đã tăng cường công tác trao đổi thông tin, tài liệu nghiệp vụ liên quan đến thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Các hành vi vi phạm pháp luật thường diễn ra trên khu vực biên giới, thông tin liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Ngoài ra, hai bên còn phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Thường xuyên phối hợp trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ diễn ra tăng lên và diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại khu vực cửa khẩu, tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Công an tỉnh và Cục Hải quan Lào Cai tiếp tục phối hợp xây dựng các kế hoạch, chuyên đề hướng dẫn, tăng cường nắm tình hình, phục vụ công tác phòng ngừa, đẩy mạnh việc trao đổi thông tin tài liệu liên quan để đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra. Theo đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa ngành y tế và ngành nông nghiệp cho thấy, thời gian qua hai đơn vị đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Theo đó, năm 2019, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Chi cục Chăn nuôi Thú y thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện những ổ dịch lây truyền từ động vật sang người để có biện pháp ngăn chặn. Phối hợp tổ chức tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi, trong đó có 76.500 liều vaccine phòng dại cho chó, 2.120.000 liều vaccine cúm gia cầm. Làm tốt công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh, giám sát sau tiêm phòng và các hoạt động chuyên môn. Năm 2019, chương trình cũng đã biên soạn in ấn 20.000 tờ rơi, 5.000 tờ áp phích tuyên truyền phòng chống bệnh dại tới 100% thôn bản tổ dân phố. Trong công tác phòng chống dịch bệnh, đã huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhờ đó, năm 2019, tình hình dịch bệnh động vật lây truyền sang người được kiểm soát tốt. Chỉ xảy ra một vụ bệnh dại với một con chó mắc bệnh. Bệnh lepto xảy ra rải rác trên đàn lợn được kiểm soát tốt, không để lây lan. Bệnh nhiệt than, liên cầu khuẩn lợn không xảy ra trên đàn vật nuôi. Đảng ủy xã Tà Giang Phìn, huyện Sapa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng ủy và công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019. Là xã vùng 3 của huyện Sapa, xã Tà Giang Phìn có 755 hộ dân với 3.869 nhân khẩu, trong đó 98% là người dân tộc Mông. Toàn xã có 10 chi bộ trực thuộc đảng ủy với 7 chi bộ thôn bản và 3 chi bộ nhà trường với tổng số 83 đảng viên. Trong năm 2019, xã cơ bản đảm bảo đạt và hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao. Đến thời điểm hiện tại, số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 29,93%. Công tác giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động văn hóa cũng được quan tâm, chú trọng thực hiện. Tình hình an ninh quốc phòng, công tác củng cố xây dựng hệ thống chính trị được đảm bảo giữ vững. Về công tác xây dựng nông thôn mới, kết thúc năm 2019, xã Tà Giang Phìn đạt 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận một số vấn đề liên quan tới các cơ chế, chính sách sau khi thực hiện sáp nhập giữa hai xã Tà Giang Phìn và Bản Khoang. Kết thúc hội nghị, Đảng ủy xã Tà Giang Phìn đã thông qua quyết định giải thể tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ xã Tà Giang Phìn. Sau khi Sapa lên thị xã, xã Tà Giang Phìn sẽ chính thức được sáp nhập với xã Bản Khoang thành xã Ngũ Chỉ Sơn.
Thực hiện chương trình quân đội chung tay vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Lào Cai đã tổ chức khánh thành tuyến đường bê tông tại thôn Lão Lý, xã Tà Phải. Công trình được khởi công vào ngày 29 tháng 11 năm 2019 và hoàn thành vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, có chiều dài 537 m, bề rộng mặt đường là 1,2 m, dày 10 cm, với tổng kinh phí đầu tư hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Ban Chỉ huy quân sự thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng và huy động nhiều ngày công lao động của các lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng nhân dân trong thôn tham gia đổ bê tông tuyến đường. Tuyến đường bê tông được hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần giúp cho việc đi lại của người dân trong thôn được thuận lợi hơn, nhất là trong mùa mưa bão. Bây giờ năm nay 2019 thì đường làm đường bê tông hết rồi, bà con nhân dân cũng phải đi làm, đi học hành cũng phải đi lại rất dễ. Là hôm nay hoàn thành, rất vui mừng hôm nay ạ. Thông qua chương trình quân đội chung tay vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới của Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã thể hiện tình cảm trách nhiệm của quân đội với người nghèo, đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân dân. Đêm chung kết hội thi Thanh niên Lào Cai tài năng Thanh lịch năm 2019 với chủ đề Tôi tỏa sáng được Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tại Hội trường Khách sạn Quốc tế Aristo Lào Cai với sự tham gia của 18 thí sinh. Trong đêm thi, 18 thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn trang phục dân tộc, trang phục áo dài, trang phục dạ hội. 10 thí sinh có phần trình diễn xuất sắc đã bước tiếp vào vòng trong và tham gia phần thi ứng xử lần thứ nhất. Ở phần thi ứng xử dành cho top 10, các thí sinh lần lượt bốc thăm câu hỏi và có 3 phút để suy nghĩ và trả lời. Sau phần thi này, 5 thí sinh có phần trả lời câu hỏi xuất sắc vào vòng tiếp theo. Tại vòng thi cuối cùng, các thí sinh bốc thăm tên vị giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi cho phần thi ứng xử lần thứ 2 của mình. Hầu hết các câu hỏi đều mang tính tư duy, phản biện xã hội, đòi hỏi các thí sinh không những trả lời lưu loát, tự tin mà cần có sự hiểu biết sâu rộng và suy nghĩ tích cực về các vấn đề trong xã hội. Chung cuộc, thí sinh mang số báo danh 01 Hoàng Tuyết Nhung đến từ trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai đã giành danh hiệu cao nhất của hội thi Hoa Khôi. Á Khôi 1 thuộc về thí sinh Cao Thị Thu Thảo, số báo danh 27 đến từ phân hiệu Đại học Thái Nguyên Lào Cai. Danh hiệu Á Khôi 2 được trao cho thí sinh Nguyễn Thu Hương, số báo danh 03, đến từ trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai. Hội thi Thanh niên Lào Cai tài năng thanh lịch nhằm góp phần tích cực trong việc khẳng định và tôn vinh vẻ đẹp của nữ thanh niên Lào Cai trong thời kỳ mới, khích lệ thanh niên Lào Cai rèn luyện thường xuyên hướng tới xây dựng hình ảnh con người thành phố văn minh, lịch sự, thân thượng, kỷ cương. Thời gian gần đây, giá thịt lợn liên tục tăng cao. Đối với những người lao động có thu nhập trung bình thấp, sinh viên, thì việc lựa chọn thịt lợn trong các bữa ăn hàng ngày vào thời điểm này khiến họ phải cân nhắc rất nhiều. Em Ma Thị Liên, sinh viên năm thứ nhất khoa sư phạm mầm non, sau một hồi nâng lên đặt xuống miếng thịt lợn và hỏi giá, đã quyết định không mua thịt lợn làm thức ăn trong bữa cơm chiều. Trước đây là bọn em dùng trong bữa cơm hàng ngày, bọn em hay đi mua thịt lợn, nhưng mà trong vài tuần về đây ấy, thịt lợn nó tan giá, xong bọn em cũng không được đủ tiền để lựa chọn thịt lợn để trong bữa ăn hàng ngày. Một tuần ấy chỉ ăn tầm 2 bữa thôi, còn mình lựa chọn thực phẩm khác. Theo khảo sát tại các chợ xung quanh khu vực phân hiệu Đại học Thái Nguyên Lào Cai, ở thời điểm hiện tại, giá thịt lợn trắng thương phẩm được bán từ 160 đến 170.000 đồng một kg. Thịt lợn đen dao động từ 180 đến 200.000 đồng một kg, tăng khoảng từ 70 đến 80.000 đồng trên 1 kg so với cách đây hơn một tháng. Nhiều người tiêu dùng đã chọn thịt gà, cá, thịt bò thay cho thịt lợn, nhưng giá các loại thực phẩm này cũng tăng nhẹ so với trước, như thịt gà cũng tăng từ 100.000 đồng trên 1 kg lên 120.000 đồng hoặc 130.000 đồng một kg. Trước sinh viên mua chỉ 80 thôi, đến bây giờ thì sinh viên mua đến tận 170 một cân thịt. Thì mỗi một lượng, mỗi một ngày mà mình bán ấy, thì trước thì cô bán được tầm 20 cân một ngày, nhưng mà bây giờ cô chỉ bán được 10 cân một ngày. Chẳng ai mua mấy bởi vì đắt quá. Sinh viên không có tiền ăn, mà chỉ có rau và cá khô là chính. Chứ còn thịt thì họ không ăn bao nhiêu mấy nữa đâu, bởi vì thịt đắt quá rồi. Thịt lợn có tăng thật, nhưng mà cái số tiền bố mẹ gửi thì nó vẫn như vậy. Cho nên là cái việc nếu mà em cứ sử dụng thịt lợn thường xuyên như thế thì cái khoản tiền mà để cho bọn em sử dụng vào các bữa hàng ngày ấy ạ, các bữa ăn hàng ngày thì nó sẽ bị không thể nào mà đáp ứng đầy đủ được ạ.
Giá lợn tăng cao trong thời gian qua là do tác động từ nguồn cung thịt lợn trên thị trường có nguy cơ bị thiếu hụt, nhất là thời điểm cuối năm. Trong khi tình hình tái đàn cũng gặp nhiều khó khăn do những ảnh hưởng của dịch bệnh trong chăn nuôi. Điều này đã khiến thị trường cũng như bữa ăn hàng ngày của người dân ít nhiều bị xáo trộn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.